vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, gian hàng này lại đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Đây là gian hàng mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phối hợp triển khai thực hiện. Thông qua những hoạt động như thế này, các hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn nói riêng và huyện Gia Lâm nói chung có thể bán hàng ăn sáng, gây quỹ hỗ trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mẹ đỡ đầu là chương trình được triển khai theo chủ trương của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với mục đích hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mất bố, mất mẹ do dịch COVID-19. Điều đáng mừng là tuy triển khai chưa lâu, nhưng các hoạt động của chương trình Mẹ đỡ đầu đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của các cấp hội phụ nữ và nhân dân địa phương. Là người thường xuyên đi chợ mà mỗi khi bán là tôi đều ghé vào mua. Cảm ơn là chương trình đã sắp xếp tạo các cái chương trình này là cho các cháu và rất là ý nghĩa, vì các cháu gọi là đã là hoàn cảnh gọi là mất cha hoặc mẹ, gọi là mồ côi cơ nhỡ đấy, thì để cho các cháu cũng chỉ thêm một chút nào đó để động viên tinh thần cho các cháu và gia đình. Một người khác, nhiều người nó sẽ là khác, nó sẽ góp vào được nhiều ấy, thành một cái quỹ, nó gọi là có một cái quỹ nào đấy để giúp được cho các bé nó trở lên nó ý nghĩa hơn. Bé Nguyễn Ánh Dương, 5 tuổi, là con đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn. Chỉ vài tháng sau khi Ánh Dương chào đời, mẹ của Ánh Dương phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Được gia đình và các cấp hết lòng hỗ trợ chạy chữa, nhưng mẹ bé đã không qua khỏi. Kể từ đó, cô bé sống với ông bà ngoại. Thế nhưng ông bà ở quê làm nông nghiệp, lại tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu với những khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn đã nhận bé Ánh Dương làm con đỡ đầu và chung tay cùng ông bà chăm lo cho bé. Cũng như Ánh Dương, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã được các cấp hội hết lòng hỗ trợ, giúp các con có cơ hội được đến trường, cũng như có một cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn. Phụ nữ của mình thì thực sự là rất nhiều việc, nên là mình là người mẹ thì mình cũng cảm thấy là có những trường hợp mà hơi khó khăn trong cuộc sống thì mình giúp được các con ít nào thì giúp thôi. Đấy là cái nguồn động viên cho tất cả các cháu mà có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì và phát huy hơn nữa bằng mọi hình thức, cũng làm sao là làm bằng cái tấm lòng của mình với tâm huyết của mình. Không chỉ là những gian hàng ăn sáng, là những phần quà mỗi khi lễ Tết, bằng nhiều phương pháp cách làm khác nhau, các cấp hội, hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm đã có những việc làm ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ các em nhỏ. Mô hình mẹ đỡ đầu chúng tôi sẽ duy trì, rất là hy vọng là sẽ duy trì được càng dài càng tốt. Cũng thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương hội, rồi thành hội, huyện hội, thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hơn nữa tất cả các cái mô hình mà để có thể gắn được cái hình ảnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ, của chị em phụ nữ hội viên, nâng đỡ cho các con, chắp cánh cho các con những mơ. Nhờ hơi ấm tình thương của những người mẹ đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, hơn 30 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được ra soát, tìm hiểu và nhận đỡ đầu. Không chỉ là những khoản hỗ trợ hàng tháng, mô hình mẹ đỡ đầu còn phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các cấp, hỗ trợ các khoản cần thiết khi các con đến trường, góp phần giúp các bạn nhỏ yên tâm trong sinh hoạt, học tập và có thêm động lực vững bước trên con đường đi tới tương lai.